Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại đường Phạm Văn Thuận. Cái hướng là chúng ta đi từ Tân Mai đi về trung tâm thành phố Biên Hòa quý vị. Ngay khu vực chỗ này là gần nhà thờ giáo xứ Tân Lộc. Chuẩn bị hướng ra ngã tư Vincom, ngã tư Lạc Cường. Nay Phú đang lòng vòng ở đây cho nên là tiện thể lấy máy quay quay quý vị xem luôn. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Lang thang ở khu chỗ này coi xem là tình hình hôm nay ở đây như thế nào quý vị nhé. Cửa hàng thì đóng cửa hết trơn, thấy buôn bán gì đây. Đường đi vào khu bệnh viện. Ở cái chỗ này nó có một cái khu gọi là khu mua sắm. Hồi xưa lúc mà vừa mới mở ra mọi người hay gọi là khu Las Vegas ở Biên Hòa. Không biết bây giờ như thế nào, có đi dạo vòng đây cho quý vị xem không? Đây xung quanh đây thì nó giống như là một cái khu thương mại mua sắm. Đó. Nhà cửa rất là đẹp. Cũng lâu lắm mà Phú không vào đây. Hồi xưa ở đây thì người ta cho thuê quý vị, nó dạng như là office for lease, người ta cho thuê để buôn bán rồi kinh doanh đủ thứ trong đây. Nó nằm sát với lại siêu thị Nguyễn Kim. Đây là Nguyễn Kim này, bên Hồng Nguyễn Kim. Đây là tòa nhà Las Vegas. Bên hông của siêu thị Nguyễn Kim. Wow, vào này mát quá vị ơi, vào này mát đã quá, tại cái tòa nhà nó cao á, nó che nắng hết, trời ơi, mát sướng, ôi gió thổi mát mẻ vậy. Ngay ngoài đầu đường này có quán cà phê cho các anh chị em nhân viên văn phòng gần gần đây vào uống cho nó tiện. Siêu thị Nguyễn Kim. Huy ra ngoài. Siêu thị Nguyễn Kim, siêu thị chặt chém ở Biên Hòa. Vô mua đồ hơi sợ luôn. Giá mắc kinh khủng. Trung tâm hành chính công. Ngay chỗ trung tâm thương mại Vincom, Vincom Plaza. Đây. Cũng lại đi vào cái khu thương mại đây ha, khu mua sắm ở đây, mua sắm ăn uống ở đây. Cửa hàng đây đóng cửa hết trời. Đóng cửa hết rồi. Vắng hoe à, không biết là đã mở cửa chưa hay là không làm. Lần nào đi qua đã thấy đóng cửa hết như thế này. Đấy, vậy sao? Nhà bán hoặc cho thuê. Đây là người ta cho thuê nhà nha quý vị. Đây là người ta cho thuê nhà. Quý vị có thể thấy những cái bảng đỏ đỏ đó. Đấy, cho thuê nhà chắc là thuê những cái căn ở trên. Khá đẹp vậy ha. Bên phía bên này là trung tâm thương mại Vincom. Vincom Plaza. Đây là những chiếc xe của VinFast. Đấy. Những chiếc xe của VinFast, đây là cái xưởng dịch vụ của VinFast.
chắc là bảo trì bảo dưỡng xe của VinFast đây. Đấy. Tại vì Vincom thì cũng thuộc tập đoàn của VinFast thôi quý vị. Xin lỗi quý vị, Vingroup chứ, tập đoàn của Vingroup. Đấy, xe đi xét này. Đấy, toàn xe của VinFast không này. Đấy. Cùng một tập đoàn ra ha vậy ha. Đấy. Chạy 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 lung tung lắp A2.0 turbo. Chiếc này mới ra này, màu xanh này mới ra này. Chạy tùm lum la. Chạy chạy móc tùm lum la vậy. Chạy móc lum la. Ôi, cũng đi đến đây quý vị ơi. Chúng ta quay ngược về cái hướng đường này là đường 4. Đường 4 cũ vậy, bây giờ là đường Trương Định đó. Quán này là quán Ốc Lùn Ba đang sửa lại. Quán cà phê Ca Coi, Kim Coi. Quán cà phê khá là lớn. Hiện tại bây giờ ở Biên Hòa thì về ba cái vấn đề quay phim ấy quý vị, nó cũng nói chung là còn hạn hẹp nhiều lắm, người ta không có cho quay đâu, đi quay lung tung là nó đuổi ra ngay. Nhiều khi chúng ta quay qua đường phố này nhưng mà lỡ chỉa cái camera vào trong cái khu vực của nó cũng đuổi ra ngay, nó không cho. Nó không giống như là ở Sài Gòn. Sài Gòn thì ba cái chuyện quay phim là nó có bình thường, ai muốn quay thì quay, quay chán thôi. Hoặc là vào các cái khu siêu thị ở Biên Hòa mà quay thì người ta không cho quay vậy nhá. Đi vào siêu thị mà quay là giống như kiểu là camera giấu kín vậy đó. Không cho quay đâu, quay là đuổi ra ngay. Đây là đường Trương Định, hay còn gọi là đường 4 cũ hồi xưa quý vị. Quý vị thấy con đường này bây giờ nhìn đã không? Đường này nhìn tuyệt vời luôn. Thời gian gần đây là người ta kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Phở Hương Bắc 1, những con phở ở đây đông khách vô cùng, con phở quán trà rất là đông khách. Nói chung là bên này là thời gian gần đây là người ta kinh doanh về ăn uống rồi ha, ăn uống cà phê. Đấy, thấy không? Ồ, mấy quán ăn sáng đông quá rồi, đông luôn. Nó giống như là phố ăn sáng vậy quý vị. Quán nào thấy cũng đông. Đông lắm quý vị ơi. Đấy, cà phê. À, đi quay phim như này quý vị, à, nếu mà ví dụ như mà vào những khu vực có những người trẻ tuổi ấy, thì ok, cứ quay thoải mái hay sao. Nhưng mà những người lớn lớn tuổi rất là khó quay. À, lúc nào người ta cũng có một cái tư tưởng là mày là nhà báo hả? Mày quay mày 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 bỏ lên để cho
Ừ, ta đến ta thu thuế tao thế này thế kia. Khổ lắm quý vị. Ai mà thu đâu. Ai mà thu đâu chứ. Khổ đời. Đây quý vị thấy không? Con đường rất đẹp. Con đường rất đẹp. Rất là phát triển. Thời gian trước mà đi qua con đường này là chán ngấy. Vừa chán vừa ghê. Phố đèn đỏ mà quý vị. Kinh lắm. Giờ thì ok rồi, ngon lành rồi. Đường xá giờ đẹp, phát triển mạnh mẽ. Chỗ này ông mở quán cà phê ra tưng bừng. Cái đường này đậu xe hơi cũng đậu ngày chẵn lẻ nha quý vị. Biên Hòa giờ đậu xe hơi cũng đậu ngày chẵn lẻ. Em quý vị thấy không? Xe đậu một bên là như vậy đấy. Nếu mà tính đây này nó cũng thốn lắm quý vị nha. Cảm thấy cũng bực bội lắm. Ví dụ như hai bên đường này đều bán đồ ăn này. Hai bên đường đều bán đồ ăn. Để phun qua đường đi. Để phun qua đường chỗ này đã nha. Qua đường chúng ta đi qua bên cái đường nằm bên này là đường Phan Trung bây giờ á, năm cũ người ta bán hai bên đường mà giờ ví dụ như là ngày chẵn đậu bên phải, ngày lẻ đậu bên trái, cái bắt đầu cái đậu bên phải nhưng mà lại đi qua quán ở bên trái ăn mới chết người chứ đúng không quý vị? Nó giống như kiểu trêu người. Hai chúng ta đi qua bên cái đường năm cũ này là đường Phan Trung bây giờ. Cái này Hú sẽ đi qua đường luôn nha. Hú sẽ đi qua đường luôn. Xe chỗ này khá là ghê. Đây. Quán cà phê này. Đây nó đi vào phường Tân Tiến như vậy. À, bên phía bên kia là phường Tân Mai, đi qua này là phường Tân Tiến. Đấy. Dạo vòng qua quý vị xem. Mình thấy nhà cửa giàu có. Rất là giàu. Dân đây giàu lắm. Đấy. Nhà cửa toàn biệt thự không. Rồi, thấy chưa? Đang xây biệt thự nữa này. Xây nhà ở mà nói phải thuê công ty thiết kế xây dựng về thiết kế cho mà xây. Đây quý vị, tới chỗ này chúng ta sẽ đi qua một cái đường rầy ha. Thẳng đường này là chúng ta ra chỗ đường Đồng Khởi. Thì Hú sẽ băng qua đường rầy này đi. Băng qua đường rầy này đi qua bên phường Tân Tiến, không đi qua bên đường Đồng Khởi. Đi qua phường Tân Tiến vòng vòng đây quay quý vị xem. Không biết ngày xưa phường Tân Tiến này là gọi là cái gì nữa. Thì quý vị có được thông tin thì quý vị chia sẻ Phú biết với nhá. Ở trong này lòng vòng cũng thấy cũng có một số gia đình theo đạo Công giáo. Còn lại thì ngoại đạo. Hoặc là không có theo tôn giáo nào hết. Ừ, quán cà phê đông quá ha. Những quán cà phê trong làng xóm này nhiều khi lại đông. Vậy thế nhà cửa giàu. Nhà cửa rất là giàu có đẹp ha. Rồi, đi vào những con hẻm này đi. Đấy, phải thấy không? Dân đây giàu lắm. Dân phường Tân Tiến.
Đó, rất là đẹp. Lâu lâu đi vào mấy khu chỗ này thật sự quý vị là không nhận ra. Rất là giàu. Đó. Nhà cửa khang trang đẹp vậy ha. Đây tôi sẽ đi qua một vài con hẻm đây, quay cho quý vị xem. Ô, nhà này sơn cái màu nổi quá, còn cái màu như màu hồng người nổi quá. Cái đường này quý vị đi một phát một là nó xuống ngay khúc chỗ quân đội luôn đó quý vị. Xa lắm á, biết nó còn đường ra nữa hay không hay là hết đường luôn rồi. Thấy nhà cửa hôm nay đã những cái khu trong này là dân cư người ta sống lâu năm rồi, cũng có một số là dân thập phương người ta về đây người ta mua đất ấy, người ta ở. Nhiều khi hên hên quý vị gặp những nhà mà người ta bán nhà bán cửa đó thì mua vào những khu này ở rất là ok, yên bình, phải lo lắng gì hết. Không, vào đây như cuối đường quý vị ơi, cuối đường rồi, đây phải quay ra ngoài rồi. Đấy, thấy không? Đây phải quay ra ngoài thôi, cuối đường rồi. Hết đường đi nha quý vị. Tới biệt thự này hết đường đi rồi. Quay ngược ra ngoài, Phú sẽ đi theo cái con hẻm này đi. Này nó ra ngay chỗ văn phòng khu phố 6 của phường Tân Tiến. Khu dân giàu quá. Cái chỗ này như nó ra tới cái chợ Tân Tiến luôn thì phải quý vị. Đúng rồi, đây là ra chợ Tân Tiến luôn nha quý vị. Đây là cái chợ này. Đây, dạo vòng chợ nha. À, vậy nhìn nè. Chợ đông quá trời đông rồi. Chợ Tân Tiến như vậy. Chợ này nhìn có vẻ như một cái chợ cổ. Chợ cổ lâu năm. À, quý vị nhìn cái bên trong cái nhà chợ này. Cái nhà chợ, trời ơi cái chợ nó cũ, đâu nó cũ. Đấy. Bán đông quá trời. Đấy, nhìn cái nhà chợ nó rất là cũ kỹ vậy. Đây, đây lên phía trước chợ nè. À, chợ Tân Tiến. Chợ Tân Tiến như vậy. Đây, từ đây chúng ta đi ra bên ngoài vậy. Bên ngoài chỗ này quý vị thấy người ta vẫn bán rất là nhiều đây nè. Đây là khu phố 6 phường Tân Tiến. Không, à, bán quá trời. Đây chúng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc quý vị. Đấy. Cũng sẽ quay ngược về hướng này luôn ha. Đó. Bên phía bên này là phường Tân Tiến, còn bên phía bên kia là phường Tân Phong quý vị. Rồi, thì từ nãy giờ Hú đưa quý vị các bạn đi một vòng khu vực từ Tân Mai qua tới Tân Tiến luôn rồi.
Bây giờ cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.